sang hết. Sang đi đâu là phút rồi. Dạ. Thì điểm sửa bận rộn. Dạ đúng rồi mày. Dạ. Về nè. Đây là bác thằng út này. Bốn nè, cứ đi. Thấy là căn sứ là một cái nhu cầu mà hiện tại đó thì mọi người đang rất là quan tâm, và đặc biệt đó không biết là sao chứ mà mình rất là tin phong thủy. Mình nghĩ là người ta hơn bà mình cũng có câu là cái răng cái tóc là gốc con người, thì một người mà có cái nụ cười đẹp thì sẽ mang đến cho họ rất là nhiều cái sự may mắn, những cái sự tài lộc trong cuộc sống. Và bản thân mình trải nghiệm thì mình thấy đúng nha, không biết là phải phong thủy không, nhưng mà mình nghĩ là như vậy. Và thật sự là khi mà mình trải nghiệm làm răng xuống thì mình thấy là ở Việt Nam của mình á, những cái trung tâm mà làm răng sứ nó chưa có được sự đầu tư một cách là nó chỉnh chu nhất á. Như là mình á, thì như là em á, là em đi làm răng á thì em là một người rất là sợ những cái nơi mà giống như là nó như là bệnh viện á, mình luôn có cảm giác là rất là sợ đó. Thì là mình trong đầu mình ủa cái ý tưởng á là mình vẫn sẽ làm một cái nha khoa chuyên về thẩm mỹ, mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm tốt nhất, những cái cảm nhận tốt nhất, mà giống như là mình đi du lịch nghỉ dưỡng vậy đó. Thậm chí ở đây nó còn sẽ có kiểu phòng ốc nghỉ dưỡng để cho những khách mở xa để họ đến nữa, họ được phục vụ giống như là đi khách sạn gì đó, chứ không phải là không có để cho khách hàng cảm giác giống như là mình đi bệnh viện hay là đi nha khoa. Đó là cái ý tưởng ban đầu. Phân khúc của mình là dành cho những người thu nhập cao chút không? Em nghĩ là không cao lắm. Em nghĩ là bên em vẫn sẽ cố gắng cân đối để có thể mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm tốt nhất trong cái tầm giá mà gọi là hợp lý nhất, không có phải là quá cao, mà là sẽ em nghĩ là sẽ là từ
trung bình khá cho đến cao. Rồi mình có kế hoạch là mình sẽ lập chuỗi không hay là chỉ là mới thử nghiệm thế này thôi? À, ban đầu thì cái này đang là thử nghiệm, nhưng mà tất nhiên là tham vọng của em là em vẫn muốn là mình sẽ mở rộng những cái cơ sở nhiều hơn ở những cái quận khác, thậm chí là những tỉnh thành khác. Tham vọng xa, hy vọng là sẽ thực hiện được, em cũng không biết tới đâu. Mà cái kế hoạch của mình quay lại với nghệ thuật đó là khi nào ấy? Là hiện tại thì em chưa có kế hoạch cụ thể, tại vì như ai cũng nhận được câu hỏi đó, tại vì đây là lần đầu tiên em làm mẹ. Em cũng chưa có hình dung được đó là em bé là sẽ tháng mấy, là sẽ cứng cáp hay là tại vì ngay cả bây giờ cũng có những cái show bút cho tháng 5 hay tháng 6 nhưng mà em chưa dám nhận. Tại vì em lúc đó thì em nghĩ là con em là tầm 3 tháng, em muốn là 2 tháng mà đã nó ổn định chưa, đã có thể cứng cáp để mình có thể đi ra ngoài mình làm việc hay chưa. Cho nên là hiện tại là mình cũng dám nói, mình không dám nhận show lúc này, cứ từ từ được tính. Khi mà mình làm việc thì bé là ai vậy? Dạ, ngày hôm nay là giống như ngày hôm nay là em đi ra ngoài quyết định ra ngoài làm là chồng em giữ, đồng em ở nhà chồng em giữ. Tại lý do gì mà mình không có tiết lộ thông tin về chồng mình nữa? Hồi nãy em cũng có mới chia sẻ về cái này, vì cái thứ nhất á là cái đầu tiên á là em cũng tôn trọng cái lịch của chồng em. Mọi người cứ nghĩ là em cứ che mặt của chồng, em không có nói với chồng, không phải, em đã hỏi ý kiến của anh cứ về cái việc đó là nếu mà em public hình ảnh lên trên mạng xã hội như vậy thì anh có muốn hay không, anh có đồng ý hay không, thì anh nói là thôi anh không thích, anh không muốn mọi người chú ý, tại vì không phải ai cũng thích cái sự chú ý của mọi người. Thì chồng em là một cái kiểu người mà ảnh sống rất khép kín, ảnh không có mạng xã hội, không có bất cứ mạng xã hội nào hết, và ảnh cũng có một cái cuộc sống rất là giản dị luôn vậy đó. Cho nên là em cũng muốn giữ tôn trọng quyết định của ảnh mà giữ cái sự riêng tư cho ảnh. Và cái thứ hai nữa, quan điểm của em trong chuyện tình yêu nha, trước giờ là đã như vậy rồi, là trước giờ ngay cả cái chuyện mà em yêu ai thôi là em cũng kiểu chỉ giữ kín thôi đó, tại vì em muốn là cái hạnh phúc là sẽ là của riêng mình. Khi mà mọi người biết quá nhiều thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều câu chuyện mà em nghĩ là, tại vì mình ở trong cái nghề của mình, hiểu cái sự phức tạp trong cái nghề của mình, em không có muốn mang cái điều đó đến cho chồng của em. Nhưng mà có cái thời điểm nào em dự đoán là có thể chồng em thay đổi cái ý định đó, rồi mình phải công khai không? Nếu như mà chồng em thay đổi thì em cũng sẽ lại tôn trọng quyết định của ảnh, em sẽ công khai. Nói chung là em vẫn quan trọng cái suy nghĩ của ảnh nhiều hơn. Vậy bây giờ mình tập trung hết cho các bé nhà. Dạ, hiện tại bây giờ em là làm mẹ toàn thời gian, full time. Dạ chị ơi, cái việc mà Sam giấu danh tính của chồng á, hoặc là chị che mặt chồng, thì đôi lúc sẽ mang về cho chị những cái ý kiến tiêu cực về danh tính của anh ấy. Và cũng có một số tin đồn là chồng của chị là bác sĩ Thịnh đó, thì mình phản hồi như thế nào về cái tin đồn đó ạ? Trời ơi, xong Hoàng Hà cũng không rửa sạch cho anh của tôi. Đó, Tấn Thịnh là người anh mà phải là lúc đầu là từ mối quan hệ là mình đến để mình làm IVF thôi, nhưng mà dần dần là nói chuyện với nhau, rồi hợp với nhau, rồi chơi chung nhóm với nhau luôn. Đó là gọi nhau giống như là anh em rất là thân thiết luôn, anh em trong một nhà, mình còn gọi là anh ruột. Thì đó, mà tự nhiên đồn như vậy, khổ thân anh luôn á, thì anh luôn còn chưa có bạn gái nữa. Đồn như vậy là anh không có bạn gái được luôn á. Còn cái chuyện mà mình có ngại về những cái thông tin mà mình bị thiêu dệt, những câu chuyện tiêu cực hay không, thì chị nghĩ là thứ nhất là bản thân mình làm nghề thì mình cũng đã quen thuộc với điều đó rồi, và mình cũng thừa biết được một cái chuyện là nếu như bây giờ mình bạn không vấn của mình đâu mà dạ. Đây sẽ chỉ một bạn không vấn thôi, trong đó không vấn là chủ yếu không vấn đọc sự đẹp hơn. Trời không phải là em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi ăn bia đi luôn đó chị. Dạ rồi, rồi, ok rồi. Ai đó đây nào, món khô đâu vào cho giấc mơ. Chuyện kiếm em đang bắn á. Đây nè, nó bắn đầu bang bang. Còn này nó bắn đầu bắn sáu gì không thấy ra nào. Thứ hai, xã hội thông tin. Chào. Mọi người phát hiện ra rồi. Chị không bao giờ ngủ đâu. 5 giờ sáng mới ngủ. Chị hay đăng status 2-3 giờ sáng còn đăng thời gian. Mọi người phát hiện ra rồi. Rồi, không phải bật ý là bạn nghe cái chủ vậy đó em hiểu chưa? Ví dụ hả? Thôi, bây giờ là chị còn hai điều hay là cái này là chỉ là nhát thôi. Ví dụ vậy. Ví dụ cho tôi nhát. Ok, giờ làm kịp nha. Rồi, thấy chưa? Có thể mở miệng ra là thấy chưa nói thật rồi đó. Cân nặng thì tôi lại là 55kg. Một điều ha. Không thể nào. Rồi nó cho chú ơi. Có bao nhiêu nữa bé này á. Rồi. Làm quên luôn. Bây giờ là hai bây giờ còn hai điều nữa. Là chưa biết chị nói gì mà tôi cảm giác nói gió. Em cứ chạy á. Thôi em coi tự lái quá không chơi đâu rồi. Ủa không biết tới gì vậy. Cái trò này bị trùng quá à. Tự nhiên không bị đòi á. Người ta nói thiệt, người ta nói nhanh lắm. Tại mày đang thiệt. Người ta nói chậm như vậy. Không phải. Từng bị chó cắn 10 lần. Xạo luôn, xạo. Nhưng bây giờ nói gì tao cũng không có lời. Cho nó thêm một điều đó đi. Hiện tại là nhà đang nuôi là 5 con chó và 1 con mèo. Hết 3 điều. Đầu tiên là 55kg. Thứ hai á là nó chó thì sao không nhớ. Bị chó cắn 10 lần. Thứ ba là nhà đang có 5 con chó và 1 con mèo. Rồi cái thứ hai đó bọn nghĩ sao? Chó cắn 1 cái nào giả mà. Em bị chó cắn là giả. Chó cắn. Tại vì em cũng từng là hồi lúc mà em quay cái bộ phim về bắn súng thì lúc đó em chỉ 55kg là cũng phải cỡ chị giả đó, 55-56 nghe nghĩ chị giả phải 57-58. Đúng rồi, đó. Bị chó cắn lại 55 thì đó. Chó cắn vậy. Có thầy chó nào mà dám 10 lần. Chứ thầy chó cắn không có thầy chó cắn mối rồi mai ơi. Chó cắn mà cắn mối rồi thì trời. Là cắn thiệt hay là cắn sao chứ cắn thiệt thì mà. Con cắn chỉ 10 lần là một con cắn nhiều loại lắm. Ở nhà là đóng bại. Chốt ví dụ con cá nha đi. Rồi chứ chốt ví dụ con chó mới chị. Chốt ví dụ con chó thì là sao? Rồi, con chó. Là xạo, con chó là xạo. Chó xạo. Chắc chưa? Tại vì mặc dù cái điều đó mà xạo, nhưng mà em vẫn không muốn điều đó.
Chắc chưa mà chừng mình ăn chốt chưa bé chốt chưa chó cắn 10 lần hả chị, chó cắn 10 lần là xạo xạo đó dắt khó chưa 10 lần rồi chốt chị chốt sao chó đổ chị tắm cái này chó cắn 10 lần là xạo. Mẹ bao mấy tháng rồi? 6 tháng, 6 tháng rồi. Chúc mừng nha. Thank you anh. Bao giờ mới công khai cái người kia? Dạ, cái gì con chỉ tay. Mặc dù là tôi biết rồi. Không đâu là. Mặc dù là tôi biết rồi, biết lâu rồi. Thì biết không biết thôi. Hay là tôi ghi chú nhá. Nhiều khi tới người khác biết là người khác luôn rồi. Khỏe nhá. Dạ, cảm ơn mọi người là chúc cho mẹ bầu bây giờ đó là đã nhận được rất là nhiều lời chúc về mẹ bầu thì cũng nhân đây thì sẽ cảm ơn mọi người và cũng chúc mọi người sẽ có những cái niềm vui trong cuộc sống rồi hạnh phúc và sẽ lúc nào cũng vui như mẹ bầu nha. Hay nữa à? Chắc là lưu trữ phun rốn à, em có làm lưu trữ em chưa muốn làm nhưng mà em chưa có biết là chỗ nào làm á là một chị chị với em chị với Sam để em bữa cho thầy chợ thầy vậy hả thầy chợ em chưa có chị chợ em bụng
Vậy thì Phúc em, hai chị mình có gì tâm sự mẹ bầu. Em thấy Phúc em hỗ trợ 10 triệu. Ê, em đăng cái phim gì việc lý cứu hỏa đúng không nhỉ? Không phải không nhỉ? Không phải à? À, cuối tháng đầu tháng 5 này em sẽ ra bộ phim đi này. Đi thành à? Phim gì á? Chiếu ra. Phim gì? À, chưa được tiết lộ, chưa được tiết lộ. Cuối tháng rồi mà chưa tiết lộ. Đầu tháng 5 à? Đầu tháng 5 hả? Dạ alo. À, dạ vâng, chào anh. Em là anh. Năm tuần thì bị nhau hai tỳ đạo. Nếu mình cũng thuận cái được lên thì mình hết qua rồi. Tới hai mấy, hai hai tuần mình tới khám thì nó kêu là bị cái đó thì có được. Biết là là bác nhiệt tình với là bác hỗ trợ cho mẹ chủ của mình nó cũng nhiều á. Bác chủ của nó thì có được có 3 triệu vẫn như là tiền nặng á, mẹ mọi người cũng chơi là gần nó khác nên là không có vẫn rất tốt. Du, cảm thấy thế nào khi sau rất nhiều năm thì bộ phim của mình lại hot trở lại? Huyền Huyền Thoại ăn candy lại hot trở lại. Dạ, cảm thấy rất là vui á. Cảm xúc á? Giờ khi mà xem lại và thấy mọi người yêu mến lại cái bộ phim Vốn Đau Khai Tràn Một Tình Yêu á, nhất là cái đoạn mà đi ăn kem á thì thấy rất là dễ thương và các em và Harry đều rất là vui vì mọi người còn yêu thích cái cảnh phim đó, yêu thích cái nhân vật đó và yêu thích hai đứa. Chị có nghe em gần gần nghe em, bộ chị nó biết ăn cơm đúng không? Chị tự. Chị ơi, em về trước em, đi làm. Em cho anh tăng trung niên mà quên luôn đi đêm ngày. Chạm nhẹ vội vàng hai ba giây nhìn con tim đau hay. Buổi sáng khẽ lên ngôi, đừng tin đông này thật hay. Anh nhận người cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ. Em nhận người cứ ngỡ, anh đang hát lên giấc mơ. Chị về trước nha, bye bye, bye bye, bye bye chị. Đừng tự
em xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời tôi được con băn khoăn. Có chắc thù là đây, đây, đây. Có chắc thù là đây, đây. Có chắc thù là đây, đây. Còn em đang đầy trong tâm trí. Bye bye, bye bye nha. Em trọng vẹn quá rồi đúng không? Bye bye. Cảm ơn chị. Bye bye. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.